Dạ hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay hai ba cái sự kiện mà coi như là những người ủng hộ Hồng Loan và quay phim quay ấy đồ từ bữa tới giờ đó cả nhà. Thì hôm nay á mình cũng mới được một số thông tin thì mình thấy rằng là những anh em YouTube đang coi như là gây gổ lẫn nhau ở trên mộ cầu Năm. Mình thấy một cái điều này nó hết sức là đáng tiếc cho những anh em trên đây. Vì cơ bản những anh em này thì mình một số anh em mình biết mặt và một số anh em mình cũng không biết. Nhưng mình chỉ nói với anh em một điều như thế này nè, làm gì làm, nói gì nói, mình truyền tải nội dung của cầu Năm, mình truyền tải mình ủng hộ Hồng Loan thì mình cứ tập trung chuyện đó đi. Còn cái chuyện anh em á, xích mích qua lại, tôi biết cái ngành YouTube này nó lại như vậy đó cả nhà. Nó hơn nhau, nó sân si nhau kinh khủng lắm, nó như ca sĩ vậy đó. Này hát bài này hay, kia hát bài kia hay, kia góc máy này hay, kia nhiều view, kia ít fan, nhiều fan, nó sầm lẫn nhau luôn cả nhà. Cho nên là em thấy một cái video clip này nè, em hết sức đáng tiếc cho anh em. Mình nói đây là mình không phải mình lấy anh em ra công kích, mà mình chỉ khuyên anh em là nên ha, nên bình tĩnh, đừng bao giờ mà để những cái chuyện mà nó không hay xảy ra. Tiền là tiền của YouTube trả, kênh nó có đề xuất hay không là nó còn phụ thuộc vào thứ nhất là nội dung, thứ hai nữa đó là cái kênh bạn có bị cấm cờ rồi nhiều hay không, nó có mới có đề xuất hay không đề xuất nữa. Bây giờ các bạn còn làm YouTube nha, chứ bây giờ một số kênh, thậm chí là bản thân tôi giờ tôi còn không muốn làm YouTube nữa đó, bởi vì YouTube giờ nó bão hòa rồi, nó chả còn view còn bọng nữa. Bao nhiêu kênh lớn hiện giờ người ta đã bán rồi đó. Mấy bạn đó mà đi tranh giành view bọng lẫn nhau, rồi các bạn đi đấu đá lẫn nhau để làm gì, mà các bạn tính là ăn cái chen của cầu Năm xong rồi các bạn nghĩ làm YouTube luôn hay sao? Các bạn không kiếm những cái chuyện khác các bạn làm mà cứ bu cái câu chuyện cầu Năm miết vậy. Thiệt á, mình mở một cái kênh ra, một cái kênh truyền thông ra, các bạn phải làm những chuyện khác, thấy không? Gia đình cậu Năm thì cũng để cậu Năm mất rồi thì cũng để cho gia đình cậu Năm yên đi đó. Thì mình chỉ nói thôi, một số câu chuyện mình chia sẻ, mình phản biện về cái chỗ con ông Năm là được rồi, rồi con ông Năm nó cứ y xèo mãi đó, thì mình cứ phản biện cho đó thôi. Một số anh em mà nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu sâu bóp và bông gân, chật tay chật khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Trên đó mà làm thì mình kiếm câu chuyện khác, mình ấy đồ vô làm, chứ mấy anh em cứ bu vô đó không nghĩ. Bây giờ tranh nhau view bọng gì, chọn nhau chửi nhau sùm mất hay. Anh cứ quay. Mình đi ra ngoài cái chiến đấu đi. Chỗ này cũng xong anh ngồi vậy. Ủa vậy chứ thằng nào hồi xưa nào chữ lộn quấn lộn mầm mầm đây có sao đâu. Mà sao giờ ngại quá vậy, đừng nào quấn lộn. Thằng nào chữ lộn quấn lộn mầm mầm đây nè. Thằng nào quấn lộn bị lộn rồi nè, mầm mầm đây nè, rồi có sao. Mầm trước ở đây nè. Đúng rồi, sao mình quay YouTube mình kiếm tiền đúng không? Đúng rồi. Sao mình không kiếm tiền mà mình đi kiếm chuyện tại? Kiếm chuyện sao? Nó nói nghe coi kiếm chuyện sao? Ở trong video nói gì? Nói gì? Mình nói gì mình nhớ gì tao hỏi nói gì nói lại coi lại trên video nói biết chứ. Bây giờ nói gì thì nói lại cho tôi nghe thì mở clip coi nè, mở clip coi nha, mở thì mở, cứ nói tôi nói gì thì cứ nói, tôi nói đúng tôi không sợ, video tôi còn đó chứ tôi không có xóa. Cái gì thì vậy, người ta mất mối mà đem video. Ủa, cái chuyện đó là chuyện liên quan tới tôi phải nói chứ. Liên quan tới mày hả? Sao liên quan gì mày nói nghe coi. Thì hôm qua nói sao thì nói lại đi. Thì người ta đang đứng kẹo con chó của chị Bích Trâm. Ủa tự nhiên mình nhậu mình nói là người ta chửi mình là sao? Rồi hôm qua ta chửi mày. Ai chửi mày? Giờ vậy bữa nay mình 15 cốc mặn miệng ha. Mấy bạn kia nói là đúng đó. Chỗ thằng Tài 66 này á, là hơi xàm. Nó thẳng ra luôn, nó hơi xàm. Bởi vì á, anh em ví dụ như người ta có chửi mày á, thì người ta kêu thẳng tên mày ra, người ta chửi. Ta cái mày là cái gì đâu mà người ta phải sợ mày, hiểu không? Lúc trước mày cũng kiếm mía với chai đồng bằng mà, đúng không? Đúng không? Mày xàm vừa thôi Tài ơi, tao nói thiệt á. Mày chắc mày làm nghề mày tính là làm cái mình trên cầu Năm cái mày nghỉ luôn hay sao? Mày không tính đi đâu á gì á. Xàm, ví dụ anh em nó có quay, nó có người ta ghẹo con chó, con chó đẹp quá này kia nọ, tự nhiên cái mày ngồi đó mày nhột mày nhảy dựng lên là sao? Tào lao.
thiệt tình á, kiếm tiền đi, ai nói gì mặt ai, còn hả cái chuyện ta kêu thẳng tên mình rồi mà nói chuyện, tào lao thiệt mấy này. Ai chữ mày? Vậy bữa nay mình 15 cốc mạnh mẽ ha. Mạnh chứ. Chữ không có chữ sao đâu, mở lên nghe coi. Mở nghe coi. Thôi đừng có nói bóng nói gió. Chờ mở nghe. Người ta làm á để kiếm tiền, mình không có làm kiếm chuyện. Trời đó, ai kiếm chuyện đâu. Chứ làm video mà có sự thật sao mà nói vậy chứ đâu kiếm chuyện. Bây giờ mình không có mắt thì mình phải nhột. Đúng không? Vậy chứ chữ mày mà mày nhột lên, chữ mày chữ mà mày nhột. Tao thấy tao nghe thì tao nói vậy thôi. Rõ ràng không? Hôm qua đúng không? Chị Bích Trâm cầm ẩm con chó nó không cắt nước. Cũng đã thề rồi. Ông cũng lấy cái lời thề rồi. Mày thề là giỏi mày vô bị thề đi. Mày thề là gì? Tao không có thề. Giỏi mày ta đó mày vô bị thề đi. Cậu ơi. Tao không có thề. Tại vì tao làm đúng là không thề. Sao mày không dám mày vô bị thề đi? Ông dám thề đó. Đó là dám thề đó. Mày thề thì mày làm sai mày méo miệng thôi chứ tao không có thề. Tao làm lương tâm tao biết. Lỡ bà con tao bán nha. Cái người mà nói bây giờ không dám thề nè. Tao làm cái lương tâm tao biết tao không cần phải thề đâu. Tự nhiên bắt năm sẽ thấy thôi. Vậy nói gì ai tin? Mày nói gì ai tin? Chắc mày thề chắc ai tin nè. Nhưng mà tao có lời thề. Ai tin? Đúng rồi, tao có lời thề. Mọi người trên mạng đều biết. Mày thề chắc ai tin? Không, cái chuyện đó quả báo của mày. Mày sẽ nhớ quả báo. Tao thấy quả báo sắp tới với mày rồi đó. Tôi thấy cái hàng mà chuyên gia nó đâm thọt kênh này, đâm thọt kênh kia là sắp quả báo tới rồi đó. Cái đó là chuyện của tao, mày yên tâm đi. Ha. Mày cũng mạnh miệng lắm. Ê, xin lỗi mày nha, tất cả các kênh YouTube mày chơi đây được bao nhiêu kênh? Tao không phải là tao chơi hay không chơi đó là chuyện của tao. Ủa? Còn... Mà đi đâu tao cũng ghét nha, không biết sao tao. Sao mày biết đi đâu cũng ghét? Tao ghét. Ai ghét tao? Ủa mày xuống nhà không lo mày quay với ổng ghét này chết. Ai ghét đâu mày nói tao nghe coi. Phải cãi. Đâu cần phải cãi. Có nhiều tao biết rồi. Có nhiều kênh tao đã đăng là tao biết hết rồi. Thì cái đó là chuyện của tao. Chuyện của tao thì chuyện của mày mà. Thì chỉ ở đây tao làm gì kệ người ta sao mày nói lên lưng đâu mày nói hoài thì đó tao đi chùi nó đi làm kênh YouTube nó không có kiếm tiền mà nó đi kiếm chuyện người ta. Tao đi chùi núi tao chơi kệ ta kệ cha ta sử dụng với tay gia đình mày không mà mày nói quả bao sắp tới thì tao đi chơi Bình Định đi máy bay cũng nói ủa đi vô bộ chủ đề mày dám thề không? Mày dám thề không? Mày dám thề có nghĩa là tao nói là tao đi chơi là cái chuyện đó là từ trường của mày không? Tao nói cái câu chuyện trong câu chuyện đó là của tao. Tao thừa nhận luôn đó. Cái đó là của mày kệ mày. Bây giờ tao đang cảnh báo với mọi người. Cảnh báo gì? Mày có nghe video thì mày nghe, mày có lỗ tai thì mày nghe lại video. Tao nói gì? Tao nói sai gì? Tao có vu khống mày không? Nhưng mà mày nói tên nó trong đó là của tao. Tao có vu khống mày không? Tao vu khống. Bà con. Tao chửi tao mày nói tao chửi mày. Cái hàng chuyên đâm thọt tao chửi mày không? Tao chửi mày gì? Nói. Đây, cái hàng chuyên đâm thọt kênh. Tao nói đi, giỡn mày nói đi. Anh Minh đâu quay. Tao nói là mày tao chửi mày gì? Nói đi. Mày làm gì tao? Tao làm gì mày? Tao quay mày chứ làm gì mày? Mày làm gì tao? Tao quay mày thôi chứ làm gì mày? Mày làm gì mà đứng sắp sắp tao? Đứng sắp vậy tao quay cẳng mặt mày cho bà con thấy nè. Quay đi. Anh có mong muốn mặt mày cho bà con thấy nè. Quay đi. Trời ơi. Cái hàng này là quay với nhà chị Hồng Loan nè. Mặc dù nó chạy vô lại chị Hồng Loan nhưng mà đâm thọt trên khác. Mày đỡ tao, mày đỡ chạy quay vô cái mặt một cái bọc đậu nè. Nói xấu người ta và đưa mình lên là mình là người tốt. Tao nói xấu ai á. Tao nói xấu ai. Mấy em biết hết rồi chứ không phải là không biết. Mà tặng chẳng qua là người ta không có nói. Hiểu không? Hiểu. Chẳng qua là mà thấy view của mày đang thấp, view tao cao lên là cái mày là ganh tị mày ghét. Tao không chịu nói chuyện đàng hoàng, mình cứ không đàng hoàng lại chứ mắc gì mình phải đàng hoàng. Ủa chứ mày tốt là mình là đang ngồi bị người ta nói mà mắc gì mà người mình phải đi giải hoài với người ta. Đó, tất cả những gì tao nói thì có cộng đồng mạng thấy rồi. Cái mặt nó chuyên gia đâm thọt kênh người khác. Nóng rỉnh ghê á. Ủa chứ gì nữa, mày đừng có giả bộ cười rồi trốn nước rồi lại cho cộng đồng mạng thương mày ha. Đâu có đâu, tao rất là bình thường. Bình thường. Đối với thằng thèm dông như mày thì rất là bình thường. Em thèm dông gì, em thèm dông cũng đâu hẹn ra thèm dông vô ta. Không đăng lên luôn đó. Còn cái vụ mà ghế người ta, em bóc phốt người ta lấy được cái cây, người ta vô người ta kiếm người ta quýnh em. Anh chứ hỏi chứ tiểu rồi, chứ anh Bim phải năn nỉ cho em. Lúc đó là em chưa biết luôn cho em biết nha. Anh năn nỉ giùm em biết bây giờ đó. Thôi đừng có nói câu đó, đừng nói năn nỉ. Tại là năn nỉ. Nếu mà nó hồi nãy có chú tiểu đó. Rồi cứ quay mà đăng cái mặt đó ra được rồi. Thì cứ đăng đi. Cái chuyện xấu của em người ta không thấy luôn. Đó cái ông Hàng đó,
không? Anh phải là kêu mấy anh em đừng đăng lên, sợ em bể mặt, sợ là người ta nói em, không cho mấy anh em đăng lên. Không, còn những cái chuyện gì em cũng đăng lên, em nói xấu anh em hết. Đừng nói cái chuyện con Hạt đó là tôi nói chuyện Hồng Loan, đó là thì tôi đó. Sai, tôi sửa, hiểu không? Tôi sai, tôi sửa. Vậy chết, cái người nào mà đi vòng vòng đi kiếm, không phải bị nói đâu. Bị gãy rồi, kiếm lại, bị dán lại chứ. Cái chuyện đó là chuyện tôi nói Hồng Loan. Mày dám đứng trước mộ mình thề không? Mày cái đó mày không lấy không? Lấy gì? Mày lấy cái mít mày cắt mày giấu. Người ta để cái mít đó, người ta sáng người ta đi quét. Mày đi vô cái đầu mày quay mày thấy cái mít cái đầu mày tắt mày cắt khúc đó. Ở sao mày không cắt khúc mày quay đi? Mày sao nói, lúc mày lấy á bằng chứng nha, mày đưa bằng chứng ra. Sao lúc mày lấy á mày đưa bằng chứng ra? Ủa mày lấy cái mít mày nói bằng chứng ra. Ủa cấp nãy nó chỉ luôn sao? Chỉ như nào anh? Chưa chỉ không? Thằng nào chỉ mày có video tao không quay tụi nào có chỉ không? Bây giờ nếu á mày nói tao lấy cái mít thì mày đưa bằng chứng ra, mày đừng có nói vô khống. Mày đưa bằng chứng ra. Tao trả cái mít cho mày, trả cái mít cho vợ mày, nhưng mà mày không có một tiếng cảm ơn. Bây giờ mày nói như vậy là sao? Xin lỗi mày nha. Mày đưa bằng chứng ra. Lúc người ta đi tiệm cho mày học trả đi. Ủa? Mày tại sao mày không hỏi? Mày đưa bằng chứng ra, mày đừng có vô khống tao. Hả? Tao lấy cái mít mày đưa bằng chứng ra. Tao đập vô tay chứ làm gì? Cái mặt mày tao đập vô tay tao làm gì? Mày hề không? Mày hề cái đó đi. Hề cái gì? Hề cái vụ lấy mít đó. Mày đừng có vô khống tao. Tao không cần hề. Ở đây mày đang vu khống tao một chuyện nha. Mày dám thề không? Vu khống mày gì? Bắt gì thề? Chuyện tao làm lương tâm tao biết. Ủa, ông trời biết, người biết. Ra là hai cái chuyện không có dám thề nha bà con. Bộ mỗi lần thề là đúng hả? Thề là đúng hả? Tức là nó vu khống người ta. Nhiều nó khỏi vu khống người ta nhiều lần rồi. Còn những chuyện tao nói trên video á là những chuyện tao cảnh báo cho cộng đồng mạng biết. Làm cảnh báo cho công an. Tao cảnh báo cho cộng đồng mạng biết thôi. Mày công an hay gì mà cảnh báo cho tao biết? Tao nói cho mọi người cảnh báo biết thôi. Để xa cái tội mà gọi là những cái tội mà gọi là quyên góp thôi. Gia đình của chị con biết, gia đình điều hai bên thì biết. Tao quyên, mày, tao nói gì, không? Mày nói ai quyên góp? Tao nói ai thì tự người đó nhậu. Mày có quyên góp không? Có bằng chứng không? Mày có không? Có bằng chứng không? Không có thôi im miệng. Mày vu khống tao quyên góp nha mày. Tao vu khống mày đi vậy? Tao nói mày không? Mày nói tao ăn cắp cái mít thì mày phải đưa cái bằng chứng ra. Mày nhớ nha. Đây nghe cô chú anh chị nó vu khống em nha. Mày còn nhớ không? Cô giáo đã đưa cái mít cho mày, tao đã chính tay tao đưa cái mít cho vợ mày nha. Khóc bù lu bù lo giờ nói mày vu khống tao hả? Biết rằng nhìn nhưng mà chưa nó thề xong mới dám thề đâu. Ủa mỗi lần bộ thề là đúng hả? Bộ thề là đúng sao? Tụi mày nghĩ là mày làm gì được tao hả? Nó thấy không, nó chửi em liên tục luôn cô chú anh chị. Một thằng chửi một thằng so nha. Nó tụi nó ghê lắm. Ôi mày ơi Tài ơi, mày bớt xạo rồi mày ơi. Trước mày với thằng trai đồng bằng nó có nó nói cái chuyện của nó, mày cũng nhảy vô, mày cũng kiếm mía, kiếm muối với nó. Tao nói mày á, đi ra đời quay thì lo kiếm chuyện đi quay đi. Đi kiếm muối, kiếm mía người này người kia, tao nói có ngày nhiều khi cái cây quay mày nhỏ quá, cái cây quay nó bự quá, nó rớt đầu mày, hiểu không? Á, mà tại sao mấy cái thằng mà mày thấy cái cây quay nó bự, nó có mục đích hết á. Quay mấy cái thằng mà nó kiếm mía, kiếm muối rồi đó là nó toan lên đầu luôn, hiểu không? Ra đời kiếm tiền không lo kiếm tiền, tối ngày đâm đi chọt đi thọt cái này đi thọt thì kia bó tay luôn, quay tới đâu người ta ghét tới đó. Trai đồng bằng nó cũng làm gì mày cũng thọt nó đó. Nhưng mà đối với tụi tao là nắng không ưa mưa không chịu mà chả sợ chó, nó thẳng là vậy. Thích thì lên tới mộ luôn, ba lơn ba lát ba long tào lao, tài năng gì thể loại tụi mày. Ra đời kiếm ăn đi mày ơi, đừng đi kiếm chuyện nữa. Em nói cô chú anh chị mấy này ghét nó tào lao thiệt chứ. Còn mấy anh em tao quay á, nghe không, tao quay sao thì kệ người ta đi kiếm view. Còn thằng tài 66 này á là nó hay kiếm chuyện lắm. Mà xưa nó cũng kiếm chuyện với trai đồng bằng, nó tưởng là tụi tôi yếu bóng vía vậy á. Cái đất Bình Dương nó quơ mày chạy không kịp hồi nào giờ ở đó tuyên bố mạnh với mày luôn, không cần ra mặt luôn á. Tức tào lao. Nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cô chú anh chị ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhậu, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, đó, những người mà bị có như là chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn.
tan máu âm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sâu bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sâu bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.